lật từng trang nhật ký, những kỷ vật, tìm kiếm dòng thông tin ít ỏi về người cha đã hy sinh. Ông Nguyễn Thanh Sơn vẫn luôn đau đáu một niềm tin hy vọng. Năm tháng qua đi, nhưng ông chưa lúc nào ngơi nghỉ. Vượt hàng trăm cây số lên vùng đất Tây Nguyên, lần tìm về nơi chiến trường xưa mà người cha của mình đã hy sinh. Với ông Sơn, luôn mong đợi một phép màu sẽ đến. Năm 81 á, là tôi với ông mới đi lên trên đó cũng một lần. Đến năm 94 ấy, lên đó ông già làng ông chết. Mà cái làng đó là nó di dời đi xa cười lắm. Từ năm 94 đến bây giờ là coi như mình là vô dẹp. Không có nghĩ gì thôi cái chuyện mà tìm cho ra mộ của ông già hết. Trở lại với dòng lịch sử của những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược 1954. Tỉnh Đắk Lắk là chiến trường khốc liệt. Huyện Chư Mờ Ga là căn cứ H5 của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Để đánh thắng kẻ thù xâm lược, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã huy động nhiều đơn vị bộ đội chủ lực từ miền Bắc vào chiến trường Đắk Lắk, chi viện cho bộ đội địa phương, làm nên những trận đánh giành nhiều thắng lợi. Trong thời kỳ đó, đã có không ít sự hy sinh phải đổi bằng máu xương của bộ đội ta để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Năm tháng qua đi, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau, niềm mong đợi của những gia đình mất đi người thân trong các cuộc kháng chiến vẫn còn đau đáu theo thời gian. Với ông Nguyễn Thanh Sơn, vẫn còn vẹn nguyên những ký ức về người cha của mình. Năm 1954, ông Nguyễn Tuân lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhập ngũ vào tỉnh đội Nghĩa Bình, rồi ra Bắc tập kết, sau đó tham gia chiến trường B. Cuối năm 1968, gia đình nhận được giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Tuân hy sinh ngày 27 tháng 7 năm 1968 tại mặt trận Đắk Lắk. Khi hòa bình lập lại, gia đình và đồng đội đã nhiều lần tìm đến nơi liệt sĩ Nguyễn Tuân hy sinh, nhưng không có kết quả. Vào những ngày tháng 5 năm 2019, từ thông tin của người dân ở Buôn Sarai, xã E Quế, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc đang làm vườn, phát hiện một tảng đá khắc tên liệt sĩ Nguyễn Tuân, quê quán thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát. Qua khảo sát, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Mờ Ga đã phối hợp với lực lượng chức năng cùng bà con buôn làng tìm kiếm thêm thông tin về liệt sĩ. Trước đây coi như là bia đó là cục đá đó là nô Việt bằng chữ đó là tư lịch sĩ họ tên đàng hoàng là đại đội trung đội nào là thăng nô mặt đó là bắt đầu làm rải coi như là mấy đứa nhỏ nhỏ đi đôi công nó phạ lại đó. Với sự vào cuộc khẩn trương, lực lượng vũ trang huyện Chư Mờ Ga đã xác định được vị trí và triển khai tìm kiếm xung quanh khu vực nơi có tấm bia mộ. Gần một tuần lễ, các lực lượng chức năng đã miệt mài tìm kiếm và dấu vết nơi có hài cốt liệt sĩ dần lộ ra là bộ tăng võng cùng nhiều kỷ vật. Sau khi tìm được hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã kết nối với chính quyền địa phương huyện Phủ Mỹ, tỉnh Bình Định và liên hệ được với thân nhân liệt sĩ. Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Phủ Mỹ đã cung cấp cho chúng tôi là tại địa phương Phủ Mỹ là có liệt sĩ Nguyễn Tuân và có cái thôn Chánh Hội và xã Mỹ Cát là trùng khớp với cái thông tin mà chúng tôi tìm kiếm được. Ông Nguyễn Thanh Sơn, người con trai duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Tuân, đã vỡ òa hạnh phúc khi nhận được tin báo tìm thấy phần mộ người cha của mình. Sau ngày hôm đó, ông Sơn đã có mặt tại huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, cùng với cơ quan chức năng đối chiếu các giấy tờ và khẳng định hài cốt được quy tập tại xã E Quế, huyện Chư Mờ Ga, đúng là cha của ông Sơn. Đây là một cái điều là gia đình đã mong đợi lâu lắm rồi, trên 50 năm, nhưng mà hôm nay đây là một cái điều kỳ diệu. Chúng tôi rất là xúc động khi tìm được cái hài cốt liệt sĩ được an táng tại địa phương. Hơn 50 năm không nguôi hy vọng và mong đợi. Giờ đây gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn đã tìm lại được hài cốt của cha mình. Trong niềm hạnh phúc của gia đình ông Sơn có mặt tại đây, đại diện chính quyền, bà con nhân dân huyện Chư Mờ Ga đã tỏ lòng thành kính, tri ân và tiễn đưa người con quê hương Bình Định anh dũng, hy sinh cho Tổ quốc, trở về yên nghỉ
trong lòng đất mẹ thân yêu.